Thưa ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy Kon Tum tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 cho các đảng viên 70, 65, 60 năm tuổi Đảng. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thanh Hà trao quyết định tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Đán, huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Trung Kỳ và huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Toàn và Trần Thị Ngọc Lan. Phát biểu tại lễ trao huy hiệu Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thanh Hà ghi nhận những đóng góp tích cực của các đảng viên trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, xây dựng quê hương đất nước trong thời kỳ đổi mới. Đồng thời mong muốn các đảng viên giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng, tham gia đóng góp ý kiến trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, khu dân cư, nơi sinh sống, luôn tiên phong gương mẫu là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Nhân kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, huyện Ngọc Hồi trao tặng huy hiệu Đảng cho 14 đảng viên và huyện Sa Thầy trao tặng huy hiệu Đảng cho 10 đảng viên từ 30 đến 55 năm tuổi Đảng.